Vi phạm hành lang an toàn lưới điện diễn ra khá phổ biến, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Nhiều trường hợp vi phạm không chỉ đe dọa đến an toàn hệ thống điện mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Để khắc phục tình trạng này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ hành lang lưới điện nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần. Đường dây điện 22 kV đoạn từ mỏ đá Bình Mỹ đi Trà Bồng là một trong những tuyến đường thường xảy ra các sự cố về điện do tình trạng vi phạm hành lang tuyến. Theo quy định, việc trồng các loại cây phải cách đường dây điện cao áp 2 m, song trên thực tế, nhiều hộ không những không chấp hành mà còn lấn sang phần đường dây điện. Nguy hiểm hơn, nhiều tán cây rộng đã đổ ngã vào đường dây gây nên tình trạng chập điện rất nguy hiểm. Thường thường là của một tuần lễ là tổ chức anh em đi kiểm tra răng tỉa cây để cho khỏi cái người qua ngã đổ vào đường dây. Hầu như là cây đây là trồng ngoài hành lang là chính, phía dưới hành lang là còn rất là ít. Vi phạm hành lang tuyến tuy không mới, song việc giải quyết không triệt để. Mặc dù ngành điện đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thậm chí phối hợp với chính quyền xử phạt hành chính đối với những hộ vi phạm hành lang tuyến. Cái khó hiện nay là ý thức chấp hành của một số hộ dân. Định kỳ hàng tháng, công nhân điện lực tiến hành rong tỉa chèn chống những tán cây có nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn. Nhưng khi không có công nhân điện thì đâu lại vào đấy. Cái khó khăn nhất là cái hành lang tuyến thì mặc dù là điện lực đã hàng tuần và hàng tháng cũng có làm việc với chính quyền địa phương để răng tỉa. Trước khi răng tỉa là điện lực và đội sẽ gửi thông báo đến từng hộ dân và chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện. Nhưng mà người dân là cố tình, hầu như là cố tình không biết để thường xuyên là cản trở, đọt cây là thường hoàng vào hành lang tuyến. Chúng tôi có dùng cái biện pháp là chèn néo, cọc dây là để đảm bảo không có an toàn. Nhưng mà người dân là cũng thường xuyên là mở những cái dây néo là cây là lúc mà gió dông thì ngã vào đường dây gây sự cố. Theo thống kê của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, toàn tỉnh có khoảng 600 vị trí cần rong tỉa cây trong và ngoài hành lang theo quy định. Trung bình mỗi năm tại những điểm thường vi phạm hành lang tuyến này đã xảy ra khoảng 100 trường hợp cây trồng ngã đổ, gây sự cố mất điện kéo dài và nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Để giảm thiểu tình trạng này, ngành điện đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, vừa nâng cao cung ứng điện an toàn, liên tục và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Trước cái mùa mưa bão thì cũng có làm thông báo gửi đến các cái chính quyền địa phương các cấp để thông báo đến cho nhân dân để nắm bắt cái tình hình, cùng phối hợp để rồi khắc phục trong cái giải phóng hành lang tuyến. Và điện lực thì tổ chức để sửa chữa các cái phụ kiện điện lưới để làm sao đảm bảo phục vụ trong cái mùa mưa bão. Vi phạm hành lang an toàn lưới điện không chỉ đe dọa đến an toàn hệ thống điện mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Hầu hết những vụ vi phạm này đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về an toàn hành lang lưới điện của người dân sống gần khu vực có đường dây điện đi qua. Do vậy, cùng với ngành điện, người dân cần nâng cao ý thức không vi phạm hành lang tuyến nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến.